Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay Quý vị và các bạn thân mến uh, Cái lĩnh vực y tế là một trong những lĩnh vực hàng đầu và được quan tâm nhất hiện nay Bởi những vấn đề thiết thực về dinh bệnh Đúng không ạ? À? Và ngày hôm nay thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến với quý vị và các bạn một nhãn hiệu thương hiệu quần áo sản xuất cho các bệnh viện và mang đến những bộ trang phục vừa đẹp, vừa hài hòa và thân thiện đến môi trường. Và sản phẩm này, những sản phẩm mà quý vị đang nhìn thấy ngay lúc này đây là do công ty Swing for the Earth, tức là may mặc vì trái đất thân yêu của chúng ta. Thì với cái tên rất là ý nghĩa đúng không ạ? À? Và công ty này thì thành lập vào năm 2008, đã sản xuất rất nhiều là quần áo thân thiện với môi trường như đồng phục và thân thiện với môi trường và quần áo cho bệnh viện rất là nhiều sản phẩm khác nhau tất cả các sản phẩm của thương hiệu quần áo y tế cao cấp toàn cầu Sed Plus sẽ được giới thiệu hôm nay đều được thiết kế để đáp ứng các điều kiện quy trình phù hợp với quần áo bệnh viện như là áo tròn y tế và quần áo bệnh nhân đồng thời tối ưu hóa các đặc tính của sợi uh, quần áo và áo tròn cần mặc trong thời gian dài và nó được đặc trưng bởi chất liệu chức năng và thiết kế tiện dụng xem xét các hoạt động của người thực hành người làm người uh, và các bệnh nhân để mà um, cái Ờ, từ sợi đến nhuộm và xử lý, tất cả mọi công đoạn đều được uh, tiến hành rất là tinh tế quý vị ạ. À. Và đồng thời nó còn có tính thẩm mỹ cao, làm hài lòng để ổn định tâm lý của bệnh nhân nữa và rất là nhiều chức năng cũng được áp dụng. Và hy vọng rằng sẽ làm hài lòng quý vị ngày hôm nay. Và tôi sẽ giới thiệu cho các bạn quý vị và các bạn những bộ quần áo bệnh viện thân thiện với môi trường của Has Plus, thoải mái khi mặc khi hoạt động cũng như là có kiểu dáng thời trang vô cùng cao cấp và sáng lập những cái bộ trang phục này thiết kế dành cho nó đó là ông Lee Kyung Che là chuyên gia về chuyên ngành thiết kế thời trang và thiết kế xanh là một chuyên gia đã mở ra cánh cửa cho thiết kế quần áo bệnh viện thân thiện với môi trường lần đầu tiên ở Hàn Quốc thì vào năm 2006 suy nghĩ xem ai nên mặc quần áo lành mạnh nhất trên thế giới giám đốc điều hành y che đã người đã nổi tiếng trong ngành công nghiệp uh, cưới với khả năng phụ trách trang phục cưới thân thiện với môi trường và kế hoạch đám cưới cũng như những người nổi tiếng cảm thấy cần phải mở rộng thị trường quần áo y tế thân thiện với môi trường sau khi đại dịch toàn cầu covid 19 vì vậy ông đã tăng tốc gia nhập thị trường toàn cầu và đó là lý do vì sao mà ngày hôm nay chúng ta có những bộ quần áo tuyệt đẹp như thế này và sản phẩm Đầu tiên, sản phẩm rất là đẹp và hấp dẫn. Quý vị có biết nó đang ở đâu không ạ? À? Vâng, quý vị đoán đúng rồi đó ạ. À. Trước mặt quý vị đây, uh, tôi đang mặc ở trên người là bộ trang phục đầu tiên, sản phẩm chủ chốt của uh, công ty Sewing For The Earth. và công ty này thì cái dòng sản phẩm đầu tiên là Maristart. Uh, nó có một thiết kế màu min tức là màu xanh um, bạc hà rất là đẹp và dễ thương và cái bộ trang phục này thì như quý vị có thể thấy à, cảm giác mặc lên người nó rất là dễ chịu và mỏng nhẹ với cái đường viền cổ tròn vừa vặn và thoải mái để mà khi mặc thì nó có thể phù hợp với bất kỳ người nào và nó có màu bạc hà tươi sáng và tạo cái cảm giác dịu nhẹ ấm áp và thoải mái cho bất kỳ ai mà mặc nó lên người và nó có không gian lưu trữ trong một thiết kế hiện đại làm cho cái việc mặc này rất là tiện lợi và nó thiết thực cho mọi đối tượng và trọng lượng của nó thì vô cùng nhẹ luôn chỉ có 230g phù hợp thoải mái và nó có thể căng hai chiều và chứa nhiều túi ví dụ như quý vị có thể thấy đây đặc tính của cái ngành y tế là các y bác sĩ và ngay cả bệnh nhân nữa thì nhiều lúc khi mà chúng ta làm việc chúng ta sẽ phải đừng rất nhiều nhiều túi thì quý vị có thể thấy những cái túi này nó rất là tiền dụng không phải là chỉ có một túi ở đây ở đây có hai túi luôn quý vị ạ à. rất là thần kỳ đúng không mà để thấy rằng cái mức tuyển dụng của cái bộ trang phục này tuyệt vời đến như thế nào và ngoài việc thân thiện với môi trường uh, lý do chính nó được đặt là cái sản phẩm xanh, những chất liệu hóa xanh bởi vì nó làm từ cái lá thông rùng, không phải là hái trực tiếp mà những là lá thông rùng và từ nhựa PET tái chế. Và chính vì vậy nó mang lại cảm giác yên tâm với cái những cái điều trị kháng khuẩn mà được thực hiện trong bệnh viện quý ạ, quý vị ạ. À và ngoài một cái set như thế này sẽ gồm một chiếc áo rất là đẹp và xinh mà tôi đang mặc ở trên người lúc này đây. Ngoài ra nó còn kèm với một chiếc quần cũng với thiết kế cùng màu, đẹp không kém và à, phía trước là một thiết kế như một chiếc quần tây Âu và phía sau là nó đến kèm dây chun để chúng ta có thể dễ dàng điều chỉnh phù hợp với cái vòng eo của mỗi người. Và thiết kế rất là đẹp, bắt mắt cùng một bộ trang phục như thế này thì tôi nghĩ là quý vị tốt nhất quý vị sẽ sẵn sàng đầu tư cho mình để cái không gian bệnh viện có cái phòng khám của mình sẽ là một cái không gian vừa đẹp dễ chịu thoáng mát và uh, thân thiện với môi trường nữa quý vị nhé và sản phẩm thứ hai mà tôi cũng muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn đó là một thiết kế tương tự nhưng với cái cổ chữ V và cái sản phẩm này nó mang đến một cái kiểu dáng thời trang nhẹ mỏng và màu cái màu uh, baggy cũng như là cái màu đen hiện tại đây màu đen như thế này à, nó mang lại cái hình ảnh sang trọng và lịch lãm còn cái màu xanh nước biển một cái màu khác trong cái loạt sản phẩm này mang lại cảm giác tươi sáng giản dị và nó cũng là được thiết kế để thân thiện với môi trường và rất là nhiều những nhà tiêu dùng hiện tại đã ưa thích cái sản phẩm này ở Hàn Quốc và quan trọng hơn là nó đều đi theo set quý vị ạ à. và cuối cùng sẽ là một cái sản phẩm mà tôi nghĩ là rất là nhiều bác sĩ sẽ ưa thích nó. Đó là cái sản phẩm từ ACC nó có thiết kế là màu trắng và nó vừa vặn để uh, chúng ta có thể mặc khoác ngoài và chiều dài trung bình uh, che đi cái đường hông làm cho mọi người đều có một cái vóc dáng thon gọn hơn, nhẹ nhàng hơn và đường rạch điểm ở trung tâm những cái đường rạch như thế này với làm cho chúng ta có thể dễ dàng uh, cử động hoạt động và nó ít nếp nhăn và có một cái phong cách rất là đặc biệt và Tôi nghĩ rằng đây là một trong những cái thiết kế mà ngành y tế của chúng ta rất là cần. Và về những cái sản phẩm ở dưới đây thì nó đã được nhận chứng nhận ISO 9001 và năm 2013 nó được được nhận được công nhận là một nhãn hiệu nổi tiếng, một nhãn hiệu thân thiện với môi trường và được ghi nhận những đóng góp thân thiện với môi trường trong lĩnh vực thời trang. Nó cũng đã nhận được những giải thưởng như giải thưởng của Bộ trưởng Bộ môi trường, Bộ trưởng Bộ Việc làm và Lao động và chính quyền thủ đô Seoul. Vì vậy, quý vị và các bạn ơi, với những cái trang phục rất là đẹp như thế này chính tôi cũng phải nao lòng nữa quý vị ạ à. bởi vậy nếu như quý vị và các bạn làm việc trong ngành y tế và có làm việc ở bệnh viện hay là có một cái phòng khám riêng cho mình thì quý vị và các bạn nhất định phải lưu tâm về trang phục thân thiện với môi trường quý vị nhé và hy vọng rằng những trang phục này sẽ được chính quý vị trải nghiệm mặc đó lên người và trực tiếp cảm nhận những cái nét đẹp cũng như sự dễ chịu của nó cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chúng tôi ngày hôm nay xin hãy tiếp tục ủng hộ cho sewing for the earth trong tương lai xin cảm ơn xin chào và hẹn gặp lại